chân dung nữ tổng giám đốc người Việt của ngân hàng Standard Chartered. Bà Nguyễn Thúy Hạnh vào vai trò tổng giám đốc kiêm giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp và đầu tư. Thời gian bà Hạnh nhận chức vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên nữ người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất tại ngân hàng Standard Chartered Việt Nam. Bà Hạnh được giới thiệu có kinh nghiệm 30 năm trong ngành, am hiểu sâu sắc về thị trường trong nước và kinh nghiệm từ ngân hàng quốc tế. Bà tham gia ngân hàng này vào năm 1997, bà Hạnh đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như giám đốc định chế tài chính, phụ trách thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia, giám đốc khối doanh nghiệp toàn cầu và định chế tài chính, giám đốc doanh nghiệp thương mại. Từng ngồi ở nhiều vị trí trước khi vào ghế nóng này, bà Hạnh là phó tổng giám đốc điều hành khối khách hàng doanh nghiệp và đầu tư của ngân hàng này tại Việt Nam.